Hai chào các bạn, mình Thảo Minh đây. Và hôm nay tôi tiếp chạy DDT5 nha các bạn. Thì hôm nay tôi trải nghiệm con nhân vật mới tên là Kỷ Minh Tạp Kỹ nha các bạn. Đó. Thì cái con này khá là nguy hiểm nhưng mà cũng khá là khó chơi các bạn. Thì con này gì đặc biệt? Đó, nó có 3 trái banh nha bạn, mỗi cái một công dụng khác nhau. Đó, và mỗi cái cũng có thể được hồi lại một lần nữa bạn. Nên là con này có tổng cộng là 6 trái nha. Đó. Thì á mọi thì trái banh đầu tiên nó là trái banh đỏ nha bạn, hay là trái banh đỡ lửa gì đó tỷ bạn gọi. Thì khi mà bạn văng văng một trái banh đó thì bạn sẽ nhảy lên một khoảng nha bạn, thì nó sẽ khiến cho bạn nhảy vào cơ sở mà không bị tê rô sắt hay gì đó đó dạng vậy. Thì á quay lại vấn đề chính là trái banh nào, thì trái banh màu đỏ là trái banh lửa, nó khiến cho Hunter bị thiêu đốt nha bạn, nhưng mà không giết Hunter hay là làm nó bị chán gì đâu, chỉ khiến cho Hunter bị câm lặng thôi bạn, đúng vậy, khiến cho Hunter hành tàm bị câm lặng, không phải làm việc gì, không phải dùng chiêu mà vẫn đánh được nha bạn, nó không dùng chiêu được thôi, nó chỉ bị câm lặng thôi mà. Thì tiếp theo và cái banh đỏ này ấy, có thể được hồi bằng cách là để cho Hunter đuổi mình 60 giây à, mình sẽ được hồi một trái nha bạn đó. Rồi tiếp theo là cái banh đen này là khiến cho Hunter bị giảm tốc độ di chuyển, giống như là cái bình mực trong trong 8v2 các bạn. Bạn nào hay chơi 8v2 chắc các bạn cũng biết về bình mực á ha. Đó. Khiến cho Hunter bị giảm tốc độ di chuyển nhưng mà cũng không khiến cho survival bị giảm theo đâu bạn. Bạn đừng lo. Đó, chỉ khiến cho Hunter bị giảm thôi. Thì khi bạn băng các bạn cũng nhảy lên giống như là mấy cái banh khác, cũng để lại một cái đường giống như là hố đen hay là bình hố đen gì đó đó. Thì Hunter bước lên, bước vô sẽ bị giảm tốc độ và được hồi bằng cách là bạn đi cứu người đó, cứu một thằng đó bạn sẽ được hồi quá. Rồi, ok. Cái tiếp theo đó chính là trái banh trắng, cũng là cái banh cuối cùng đó luôn đó. Cái banh trắng này đó thì sẽ khiến cho Hunter bị giảm tốc độ tốc độ tương tác nha bạn, kiểu như leo tường, nhặt nhặt người chơi lên, đặt lên ghế hay là phá giá này đó đều bị giảm hết luôn đó. Thì bạn có thể dùng cái banh trắng này để nhảy qua cửa sổ hay là nhảy qua cái bấm bả này đó. Thì khi mà bạn nhảy qua gọi Hunter thì Hunter chắc cũng phải đứng đó đập thôi. Thì lúc mà đứng đó đập thì chắc chắn bị giảm tốc độ đập đập ván hay nhảy hay là leo qua tường gì rồi. À, lúc đó mình tha hồ mà chạy nó là tha hồ nhảy qua ha. Đó. Thì con này rất là khó chơi nha bạn. Mình nghĩ cách dễ chơi nhất của nó là dùng trái banh đen, khi mà bạn đi nên chạy chỗ nào đó khá là rộng lớn, không có bản hay cửa sổ gì giúp bạn á, bạn nên sử dụng cái banh đen đó mà là giảm tốc độ Hunter, rồi bạn tìm cách chạy đến chỗ nào an toàn các bạn. Còn banh trắng thì bạn đến chỗ nào mà tấm bản nó bị lật xuống rồi hay là có cái cửa sổ á, bạn nhảy qua để cho Hunter có thể bị giảm tốc độ, hoặc bạn dùng nó cứu người cũng được nữa. Đó. Còn trái banh đỏ thì dùm sao tùy bạn, không quan tâm. Ok, thì tất nhiên cái nào con nào cũng có đặc điểm tốt cũng có đặc điểm xấu các bạn. Đặc điểm xấu của con này đó chính là do dự nha bạn, nó khiến cho tốc độ mở cửa rồi chậm luôn đó. Nên mỗi lần đến đến cuối game á bạn hãy nhờ ai đó hoặc đi cùng ai đó để mở cửa dùng nha, đừng để trên này gõ cửa. Ok, đây là điểm nhân cách nha các bạn, đó, điểm ngọc của nó này. Thì con này nâng sao nữa đó bạn, tại con này thuộc cả ba dạ, đó chính là giải cứu, giải mã và cuối cùng là troll mà đó. Nên là nâng cây kiểu nào cũng được. Mình thì tuy là mình chơi ngu mà mình lại cứ thích troll nên là mình sẽ nâng theo kiểu này nha bạn. Đó. Nếu bạn thấy không hài lòng thì nâng theo kiểu khác tùy bạn thôi, không quan tâm. Ok. Đó. Ok, dù sao thì tuy là mình đã tăng cái video review này rồi nhưng mà trải nghiệm, nhưng mà để trải nghiệm nó ta nên chơi một giá nha bạn, chứ ngồi đây nói không mà chán lắm. Ok, để bắt đầu một trận bình thường nha bạn. Mình sẽ mời số người giờ giờ không giờ thôi, không quan tâm, đây chỉ là trải nghiệm lại mà chứ đâu cần phải thắng thua gì đâu, thắng thua chứ không quan trọng bạn, quan trọng mình muốn vui chơi. Mỗi ngày làm việc nó chờ đến giây phút này được vui vẻ cơ mà, chứ mình không muốn là làm gì quá lố đâu. Ok, tìm tìm thì tìm
Tuy là con này nghe nói mạnh vậy thôi, chứ mình nghĩ chiến thắng hay không là nhờ team nha bạn. Đó. Team phải biết giúp đỡ lẫn nhau, biết chăm sóc cho nhau. Phải là một team tốt thì mới nhớ dễ thắng. Cả nếu là team xấu mà thì dữ con nào cũng mạnh, mức nào cũng thua hả bạn. Đó. Tại vì Hunter hằng nào chơi giỏi á là sẽ kiểu như là đổi người chơi, mỗi khi mà dí một thằng hoài không được sẽ đổi ra người khác, và đổi chúng mấy thằng chơi ngu là ok team thua. Khá là nguy hiểm nhưng mà cũng đúng hả bạn, chứ không sai đâu. Ok, đầu nào sửa vũ khí này, bắt đầu công việc hàng ngày sửa máy. Khu vực này khá nhiều cơ sở, sẽ đổi sang banh trắng nha bạn, như bạn thấy. Tại vì bị đuổi mình hay nhảy qua đó. Ở banh trắng này còn Hunter thì sẽ bị giảm tốc độ leo qua, nên là trong lúc leo chậm thì mình sẽ nhân cơ hội chạy qua chỗ khác núp liền. À, biết Hunter là Adita, mình nghĩ 50% là công mực nha các bạn đó, tại vì hôm nay cho miễn phí chơi công mực mà. Công mực này tuy là được chiêu nó rất là mạnh mẽ nhưng mà di chuyển khá chậm hơn mấy con Hunter khác, nên là cứ bình tĩnh đi bạn. Hy vọng team mình làm tốt hả bạn. Con này sửa máy cũng khá là nhanh luôn, leo tưởng khá là đỡ, cũng khá là ok hứa bạn. Nói chung con nãy gì cũng ok đó, chỉ bị cái mở cửa rồi chậm thôi. Để sao à, anh là vàng em bị chín bạch ô, mình đúng luôn, đúng là cái mực rồi bạn. Dạo này người chơi toàn lợi dụng ba con chơi miễn phí, mà ba con chơi miễn phí lúc nào lại thấy công mạnh hết như kỳ cục vậy. Không sao, tuy con này kỹ năng rất là mạnh mẽ nhưng mà di chuyển chậm hơn, không phải chậm hơn mà kiểu như là vẫn nhanh hơn survival nhưng mà kiểu như chậm hơn mấy con hunter khá là sao đó. Ok, thì cho bạn xem từ kỹ giải cứu đây. Đó. Quăng. Đó, nó bị giảm tốc độ nè, đúng không? Đó, mình cứu nó vẫn còn nó vẫn còn thành trái trắng vô chứ. Phải thấy hay không? Ôi trời. Ôi trời ơi. Well. Chắc mình sẽ đợi. Ok, phải đổi em mình đợi bạn. Oh no. Oh no. Không cứu được rồi bạn ơi, phải tìm người khác giúp đỡ ngay. Thằng kia đâu rồi, thằng may mắn đâu rồi, ăn mắn ai mắn ở ngoài cứu nó ăn mắn. Trời ơi, thêm một cái tu nữa, lỡ bay mình một cách nhưng bất ngờ sao ta. Trời, thêm một cái kìa, cái con này nguy hiểm quá. Thôi thôi thôi, qua chỗ khác thử bạn, qua chỗ khác. À, chỗ này sửa rồi, ở chỗ kia. Okay, phải qua chỗ khác thôi bạn, chỗ này thấy nguy hiểm quá. Ê, ừ, phản đi kìa, nên sửa anh ta. Thôi, phải kiếm người khác hồi máu ngay được. Ok, ba người anh em đây. Ê, không biết tình hình anh đầu bạn thế nào rồi, hy vọng sẽ thoát được. Ê. Không, anh thất bại rồi. Anh đâu già đấy, anh già, tại sao vậy? Ơi, ok. Anh nghĩ tem thua thôi bạn ơi. Không sao, tem bị cũng có thể thắng các bạn, ba thằng gần ba máy mà thằng nào cũng tập trung vô một máy hết. Thôi chắc tem thua rồi bạn ơi, tem chắc thua rồi. Ui trời ơi, đúng rồi. Ờ, đúng rồi, hay lắm, hay lắm, ăn mắng rồi. Anh hãy thôi bỏ đi, chắc sẽ điểm tra máy gì thôi, cứ tưởng không anh mắng sẽ tìm cách dụ Hunter cho khác để chơi tụi mình sớm mấy. Ok. Ok, nó dụ hình tệ cho khá rồi. Giờ mình sẽ lo một cái máy này. Trời. Trời ơi, anh Chi ơi. Cho nó dùm chim. Ủa khoan, nhớ anh Nhi nói anh dùm chim rồi phải. Nhớ nữa. Trời ơi, anh Chi thất bại rồi bạn. Tem thua chắc rồi. Trăm tem nữa, thằng duy nhất tán là tương lai lại chết thảm như vậy. Rồi tự bạn mình đóng cửa đã. Trời mưa.
Rồi, mời lại xem mình chơi bình luận nào. Rồi, ok mình chơi đến đâu vậy? Cái người cứu ở bạn, giờ mình phải đi sửa máy thôi. Những cái máy, như cái máy kia đang vẫn đang sửa dở không? Nhưng mà sửa nốt máy kia đi. Để máy này sao cũng được. Đúng rồi á, mắng. Em tin tưởng anh. Anh Chi chạy. Thôi bỏ đi. Anh không tin nữa, nói là anh Chi rồi. Có vẻ như anh tiên tri này không tính toán được số phận của chính mình. Hoặc là anh đã toán được rồi và anh đã quỳ gối trước nó. Hay gì là cố gắng thay đổi. Em mắng đâu rồi? Em phải tiếp tục giải cứu chứ. Em mắng ơi. Trời ơi. Trời ơi. Không phải là tin mấy thằng may mắn được bạn. Thằng may mắn đi tạm biết tự lo mình không à. Không hề lo cho người khác đó. Cứu kịp không ta? Chắc không kịp đâu bữa bạn. Chắc không kịp tao quay lại. Quay lại. Nó thấy mình rồi. Không sao, đuổi theo mình cũng được không bạn. Để nó phải đuổi theo một người nào đó. Ok, nên là xe máy luôn. Mình sẽ nó chở mình đó. Phải khi nó đuổi theo mình các bạn. Ngày mình đi nhất là đây mình đi là người duy nhất khả năng cho Hunter lâu nhất và cũng có khả năng cứu team được. Nhớ phụ thuộc vào mình thôi. Ok, ui. Mày quá. Điểm dính, quay lại không? Hay không? Yeah. Hey. Nó ngọn lẹ. Đấy bạn chưa? Cái con này chấp tự di chuyển nó tuy là nhanh cũng vẫn nhanh hơn Survivor mà cũng chậm hơn mấy thằng thanh tờ khác các bạn. Em mình thấy vậy thôi, các bạn thấy không biết. Thì con này là nhìn nó bên nào nhảy qua bên đó nha bạn, nên là khi chiến đấu khi xa bạn hãy nhảy coi chừng nha. Ấy, hey, what? No. Ấy. Trời ơi, đâu ra theo sát tu vậy? Tại sao? Thất bại ở bạn ơi. Buồn quá. Giờ đó đó nha, dẫn tao xuống hầm chứ gì. Biết ngay chỗ này có cái hầm mà. Lúc nào cũng chết vì cái hầm hết đó bạn ơi. Dưới hầm này khó ra lắm, thua rồi các bạn. Thua rồi. Xuống hầm vậy không bao giờ cứu được đâu, thua rồi. Muốn cứu được một thằng trong hầm ấy nhất phải có hai người đến cứu cơ. Trong tem vậy cả một thằng ấy cứu được cái thiên. Các bạn biết số phận mình nè ha, vô hầm mà một thằng vậy thôi cứu không nổi đâu, trừ khi nó có súng. Cái súng không? Không có đâu bạn. Anh này may mắn, anh may mắn cũng may mắn thiệt, nhưng mà không may mắn vậy đâu. Anh có vậy cái túi sách à, sao nó cầm túi sách gì cũng cụp đá gì ơi à. Nhảy không kịp rồi bạn, nhảy quá sớm rồi, nhảy quá sớm. Trời ơi, anh máu cả đánh đây. Đó đã cho em bỏ đi, mình thua, mình chết chắc rồi bạn ơi, quả tem thua rồi. Vì sao trận đấu này cũng vui đấy, chơi chứ chơi vui mà, để bình luận thôi mà, để trải nghiệm thôi mà. Vì sao thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, các bạn hãy để lại một một cái like siêu to siêu cay vào và các bạn đừng quên ấn subscribe ấn chuông để theo dõi những video mới nhất nhé. Tại vì các bạn không làm chắc chắn sẽ có người khác làm thôi. Tạm biệt tất cả các bạn và xin lỗi vì mình đã canh giờ không chuẩn, nên đợi chút xíu nữa mới nói câu đó và phải để cái hình này đến khi nào nó hết phim thì thôi.